đối với các môn đà la ni môn tam ma địa đều chưa tự tại khó được hiện tiền lại nữa này xá lợi từ với những điều ông hỏi nếu đại bồ tát tương ưng với bát nhã ba la mật đa thì đại bồ tát ấy ở đây qua đời sẽ sanh vào chỗ nào này xá lợi từ đại bồ tát ấy từ đây qua đời rồi sanh vào cõi phật khác từ cõi phật này đến cõi phật khác sanh ra nơi nào cũng thường gặp như lai ứng tránh đẳng giác cho đến khi chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề mà mình mong cầu không bao giờ xa lìa Phật. Lại nữa, này xá lợi tử, có đại Bồ Tát không có phương tiện thiện xảo, chỉ có khả năng làm phát sanh bốn tịnh lự, cũng có thể tu hành sáu pháp ba la mật đa, nhờ đắc tịnh lự nên sanh vào cõi trời trường thọ, từ cõi trời trường thọ đó sanh vào nhân gian, gặp chư Phật để cúng dường, cúng kính, tôn trọng, ngợi khen tu hành sáu pháp ba la mật đa nhưng căn tánh còn chậm chạp không lanh lợi sáng suốt lại nữa này xá lợi tử có đại bồ tát mặc dù đắc tịnh lự tu hành bát nhã ba la mật đa nhưng không có phương tiện thiện xảo cho nên vứt bỏ tịnh lự xanh vào cõi dục nên biết đại bồ tát ấy căn tánh cũng chậm chạp không lanh lợi sáng suốt